Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Team đang có mặt trên những con đường đầy nắng quen thuộc của Sài Gòn. Ở số đầu tiên của video giao hàng năm mới, các bạn hãy theo team lên đường mang KS7S đến cho anh khách tại chung cư Carina quận 8 nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Sau chuyến đi đầy nắng gió của buổi trưa Sài Gòn, vậy là tụi mình đã đến chung cư rồi. Anh khách rất vui vẻ đón tiếp chúng mình. Hai bạn nhân viên cùng nhau mang chiếc piano Gatman KS7S một cách thuận lợi, bắt đầu từ phía ngoài sảnh rồi vào thang máy để đưa đến nhà của anh khách tiến hành lắp đàn thôi nào các bạn ơi. Để anh em tiện theo dõi, mình sẽ mô tả sơ qua về các bộ phận của Gatman KS7S nhé. Trong thùng đàn sẽ gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn, giúp cho mọi người có thể lắp đàn được dễ dàng, nên team sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn. Đầu tiên, từng thao tác lắp ốc được các bạn nhân viên tỉ mỉ cẩn thận phối hợp làm cùng nhau vô cùng kỹ càng. Hai chân đàn sẽ được lắp cố định vào pedal, tiếp theo lắp tấm chắn sâu vào chân đàn với pedal vừa mới lắp, cuối cùng chính là lắp thân đàn lên trên. Các vị trí ốc được canh và siết lại chắc chắn với tu vít, và đây chính là quà tặng hấp dẫn khi anh em mua piano Gatman KS7S là chiếc ghế piano cao cấp đang được nhân viên chuẩn bị cho anh cùng với jack phone. Bây giờ là lúc các bạn nhìn ngắm vẻ đẹp đầy chất nghệ sĩ trên piano KS7S và cùng mình khám phá điểm nhấn trên chiếc đàn này nhé. KS7S với 88 phím, 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, thư viện âm nhạc khổng lồ với 192 polyphony, số lượng bài hát cực kỳ ấn tượng, 100 bài, 30 âm sắc. Chức năng trên piano điện này thì anh em không thể bỏ qua với metronome đếm nhịp, Trinova trộn tiếng, jazz bow tăng giảm tông, slide mode chia bàn phím, cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, kết nối không dây qua các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp anh em tiết kiệm diện tích dây cáp phải dùng. Khi mua piano Gatman KS7S, các bạn sẽ được bảo hành lên đến 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất 0%. Vậy là cây piano điện nhà Gatman cùng với quà tặng đã được team bàn giao hoàn chỉnh cho anh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.